Đây, đây là cái trần nó bị thấm này. Thấm là khi mà các cái mẻ liên kết những cái viên gạch này nó bị lâu ngày nó bị hết cái keo ron. Đấy, thì nó sẽ thấm qua cái men tường. Đó, men tường vào thì sẽ thấm ở dưới trần ở phía dưới. À, khi mà mưa to nước tụ hết. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng biện pháp xử lý cái trần thấm này. Đấy. Thì giải pháp của mình như sau. Để xử lý cái thấm và cái nền mà đã lát gạch như thế này đâu. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ dùng keo ron của Sika. Đấy, sẽ cái này là chất gần giống như xi măng trắng ấy, mà có phù hợp để xử lý. Đấy, keo ron trà xi măng, ốc xi măng. Bây giờ mình sẽ dùng cái này trộn lên để xử lý bôi vào những cái đường lứt của cái khe. Đấy. Đấy, và thứ hai, sau khi từng cho gọn rồi thì mình sẽ dùng cái Sika Latex này. Sika Latex này. Đấy, thì mình trộn với xi măng. Trộn với xi măng, nó công thức lấy sẵn mà cái đại này là nước ấy, như nước vôi trắng ấy. Đấy, mình trộn với xi măng đây. Trộn với xi măng, mình làm xi măng, trộn với xi măng để quét lên cái lớp giả ro. Rồi, sau cuối cùng lớp cuối cùng mà mình sẽ xử lý là sẽ trộn giữa cát mấy xi măng với cái Sika Latex này, cái hát này. Đấy, chát một lớp lên để bảo vệ những cái chát một lớp lên này. Đấy, để bảo vệ cái keo ron không bị lâu ngày không bị bong ra và nó sẽ không thấm nước vào trong. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ phải cắt cái Sika này ra. Đấy, Sika keo ron này ra và mình trộn với nước và mình sẽ kết vào những cái chỗ mặt. Cho nước vào và khuấy đều lên sao cho nó tạo độ dẻo. Dẻo là được. Khuấy kỹ và nhão ra rồi sẽ làm cho nó dẻo vào để mình tiết vào những cái đường lứt giữa hai viên gạch giáp của mép tường. Lúc đấy mình có chỉ là nó thấm nước qua đó. Rồi, bây giờ mình chỉ xếp này tiếp vào những cái miết này. Đây, chỗ mà nó có thể là gì. Biết thật mạnh tay sao cho nó vào đi trong được càng tốt. Hết những chỗ mà mình thấy là nó có bị dỉ nước. Đây là sau khi mình đã trà keo trà ron đây. Đấy, và những khe ở giữa hai viên gạch. Đấy, để nó sẽ không thấm. Đấy, bây giờ tiếp theo mình sẽ quét thêm một nước xi măng cộng với Sika Latex lên cái bề mặt này để nó giữ và quét cả lên cái chỗ này đó. Đấy, chống thấm luôn. Đây, hầu như là mình đã
đi hết một đường, hai đường kèo Trà Ròn và giữa của hai bên cạnh. Đây, đây là xi măng, và đây là xi ca latex DH. Mình sẽ trộn giữa xi măng cộng với xi ca latex làm sao thành một hỗn hợp. Nước của xi ca latex đang như là nước vôi á. Mình sẽ trộn 1 lít này với 4 khí xi sao nó thành một hỗn hợp sụn sẻ. Đây, thành một hỗn hợp đây. Mình sẽ trộn xi măng với xi ga latex làm sao nó để thành một lớp hỗn hợp lỏng ra thì mình để cũng quét được. Quét xong một nước này. Đấy. Quét xong một nước. Xi măng mới xi ca latex này. Xong nước chống thấm này. Đấy đấy. Đây. Vừa rồi mình đã xử lý xong cái phần chống thấm chống dột ở trên mái nhà. Đấy. Đã quét 3-4 nước xi măng với xi ca latex khắp xung quanh luôn để che lên cái phần keo Trà Ròn xi ga latex này, thì bây giờ sẽ nước nó sẽ không bao giờ thấm được vào những cái hai cái khe đá, cái hai cái viên đá với nhau nữa. Rồi mình sẽ một nước xi măng rất là chắc chắn. Rồi, chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.